soi nhà riêng của vợ chồng Buka Gin Tuấn Kiệt sau đám cưới. Vừa qua, loạt đám cưới của Buka Gin Tuấn Kiệt từ Cam Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp được cả dàn sao nổi tiếng tham dự và gây chú ý với người hâm mộ. Sau hôn lễ, cuộc sống vợ chồng son của cặp đôi trẻ được các fan quan tâm. Mới đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt đăng tải clip cùng nhau trang trí cây thông đón Giáng sinh. Đây cũng là lần đầu tiên Puka Gin Tuấn Kiệt hé lộ không gian tại căn hộ sau hôn lễ đình đám. Tổ ấm của Buka và Gin Tuấn Kiệt là căn hộ có tầm view thoáng mát nhờ những ô cửa kính lớn. Nội thất sử dụng gam màu xám chủ đạo. Buka tiết lộ mất khoảng 3-4 giờ đồng hồ để hoàn thành góc Noel ấm cúng trong phòng khách. Những năm trước, Buka và Gin Tuấn Kiệt đều cùng nhau trang trí Noel và quay clip lại nhưng đều không đăng vì khi đó cặp đôi chưa công khai chuyện tình cảm. Căn hộ có view thoáng đảng, từ ô cửa kính nhìn xuống rất lung linh khi về đêm. Ban công là không gian thư giãn rất chill. Cuộc sống vợ chồng son của Buka Gin Tuấn Kiệt khiến nhiều netizen ngưỡng mộ. Buka và Gin Tuấn Kiệt chính thức về chung một nhà sau thời gian dài hẹn hò từ năm 2019, chia sẻ với báo chí về cuộc hôn nhân. Buka chia sẻ, thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa chỉ mới bắt đầu nên bây giờ nói về sự thay đổi cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Buka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc không quen thì chia tay. Nhưng khi cưới nhau rồi thì hai từ trách nhiệm rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Buka nghĩ hai đứa cùng cố gắng để vượt qua những giai đoạn khó khăn phía trước. Buka và Duyên Tuấn kiệt tình tứ nắm tay dự sự kiện sau đám cưới, một chi tiết được khen ngợi hết lời. Chiều 30 tháng 11, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tổ chức sự kiện ra mắt dự án âm nhạc mới. Dàn sao Việt đình đám là đồng nghiệp thân thiết đến chúc mừng Mr. Đàm như Vũ Hà, Puka, Jin Tuấn Kiệt, Lê Dương Bảo Lâm, Kim Tuyến, Trang Trần, vân vân. Các nghệ sĩ được thông báo mặc trang phục trang điểm theo phong cách Sài Gòn xưa, không gian sự kiện được trang trí mang vẻ hoài cổ. Trong dàn sao là sự xuất hiện của vợ chồng mới cưới Jin Tuấn Kiệt và Puka, cặp đôi tay trong tay tình tứ không rời thoải mái tạo dáng chụp hình trước ống kính truyền thông. Puka được khen ngợi ngày càng nhận sắc sau khi lấy chồng. Trong khi đó Jin Tuấn Kiệt vẫn bảnh bao như thường lệ. Nữ diễn viên lựa chọn áo dài màu hồng nhã nhặn đậm chất quý cô xài thành nhẹ nhàng e ấp bên chồng sự ngọt ngào của cặp vợ chồng Son khiến người hâm mộ thích thú. Kể từ khi công khai mối quan hệ tình cảm và kết hôn, Duyên Tuấn Kiệt cùng Puka thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng. Vợ chồng Puka có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Trước đó trong đám cưới của cặp đôi ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp, dù lịch trình bận rộn nhưng Mr. Đàm vẫn dành thời gian đến dự, biểu diễn nhiều tiết mục chung vui. Đàm Vĩnh Hưng từng hài hước chia sẻ, dù nhận các CH đám cưới rất cao nhưng hát free cho Puka và Duyên Tuấn Kiệt vì sự chân thành, tình cảm, đồng nghiệp, tiền bối, hậu bối đáng trân quý. Được biết tại sự kiện lần này, Đàm Vĩnh Hưng giới thiệu album cuối cùng nằm trong dự án dạ khúc cho tình nhân mang tên Cho cuộc tình đã mất. Trước đó, Mr. Đàm bất ngờ tung MV mashup tuổi xa người với sự góp mặt của ca sĩ Trung Quân. Bên cạnh Trung Quân, bốn nghệ sĩ còn lại góp mặt trong album Cho cuộc tình đã mất của Đàm Vĩnh Hưng gồm Dương Triệu Vũ, Uyên Linh, Trúc Nhân và Lê Xuân Nghi. Cho cuộc tình đã mất được Đàm Vĩnh Hưng tâm huyết thực hiện phiên bản giới hạn với mô hình địa than khá tốn kém. Album chính thức được phát hành vào ngày 30 tháng 11 năm 2023. Buka khiến dân tình phát sốt khi chia sẻ khoảnh khắc Diên Tuấn Kiệt cưng chiều. Cặp đôi Buka Diên Tuấn Kiệt từ sau khi công khai về chung một nhà luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Đầu năm 2024, cô dâu mới lại khiến khán giả rần rần vì khoe tiền lì xì nhận được từ chồng. Mới đây Buka bắt trend múa nhún nhảy theo ca khúc Em là em bé yêu. Sau những câu hát, em vẫn muốn được anh lì xì, vẫn muốn được làm em bé. Buka bất ngờ nhận được bao lì xì từ Diên Tuấn Kiệt. Đáng nói, nữ nghệ sĩ chẳng giấu giếm số tiền trong bao thư mà còn cùng ông xã công khai giá trị cho mọi người. Trong đó, Buka nhận được 10 tờ 100 đô, hơn 2,4 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà cô được cục dòng lì xì ngày đầu năm là 1.000 đô, hơn 24 triệu đồng. Giá trị món quà khủng ngày đầu năm mà Jin Tuấn Kiệt tặng Buka khiến cư dân mạng phải để lại bình luận xin vía. Buka sinh năm 1990, hơn Jin Tuấn Kiệt 4 tuổi, Cặp đôi từng được nhiều khán giả gắn ghép sau khi tham gia chung một chương trình truyền hình thực tế, tin đồn hẹn hò của họ xuất hiện vào cuối năm 2019 khi dân mạng phát hiện cả hai có nhiều cử chỉ thân thiết ngoài đời thực. Sau 4 năm bí mật hẹn hò, đến tháng 9 năm 2023, Buka và Diên Tuấn Kiệt mới chính thức công khai tình cảm, sau đó tổ chức đám cưới vào cuối năm. Từ khi kết hôn, cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm, cả hai cũng thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chương trình sự kiện. Trong dịp Tết năm nay, các vợ chồng cũng dành nhiều thời gian về thăm gia đình hai bên. những hình ảnh tay trong tay của Di Tuấn Kiệt và Buka những ngày xuân nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. với cuộc sống hôn nhân viên mãn, người hâm mộ rất mong chờ vào những dự án kết hợp của vợ chồng Diên Tuấn Kiệt và Buka trong tương lai, đặc biệt là ở mạng âm nhạc. cách đây ít ngày, Diên Tuấn Kiệt đã có một đêm diễn tại trường học. Đáng chú ý, khi đang đứng trên sân khấu thì Di Tuấn Kiệt đã nghe thấy hàng trăm bạn khán giả trong đêm diễn, đồng thanh gọi tên bà xã của anh nam ca sĩ chính là Buka. Không còn né tránh như trước đây, khi khán giả nhắc đến tên Buka thì Di Tuấn Kiệt cũng chỉ biết bật cười với vẻ mặt không có chút ngại ngùng đầy đáng yêu. Chưa hết, giọng ca sinh năm 1994 cũng không ngại nhắc khéo đến Buka một cách đầy duyên dáng khiến khán giả vô cùng thích thú. Chưa dừng lại ở đó, khi một số khán giả ngỏ ý xin đồ của Di Tuấn Kiệt, như hoa tai, nhẫn, mắt kiến. Nam ca sĩ đã có câu trả lời khiến ai nấy cũng đều phải bật cười. Sư Tứ Kiệt cho biết, trừ bộ đồ mà nam ca sĩ diện trên người, thì tất cả những món phụ kiện đều là của bà xã buca Nam ca sĩ hài hước cho biết, nếu vợ đồng ý thì anh sẽ sẵn sàng gửi tặng khán giả. Qua đây cũng có thể thấy được độ u mê vợ của Di Tuấn Kiệt nhiều đến nhường nào. Từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Buka cho biết cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ tuy nhiên cô ca nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ trách nhiệm nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết coi ra thực tế thì Buka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước. Jin Tuấn Kiệt lộ diện bên Buka trong sinh nhật mẹ vợ chuẩn rể quý tử. Trên Facebook cá nhân, Buka đăng tải khung ảnh gây chú ý khi về nhà. Trong dịp sinh nhật mẹ ruột, Buka và Jin Tuấn Kiệt về quê để tổ chức trong tiệc sinh nhật của mẹ vợ duyên tuấn kiệt mặc áo cặp cùng puka anh vui vẻ chụp ảnh cùng gia đình vợ nhiều người cho rằng anh chàng chính là rể quý của gia đình puka mối quan hệ giữa duyên và phía nhà vợ dường như tốt đẹp khiến nhiều người ngưỡng mộ sau khi công khai chuyện tình cảm và chính thức về chung một nhà puka và duyên tuấn kiệt trở thành một trong những cặp đôi gây bão mạng xã hội không những thế nhất cử nhất động của cả hai được khán giả quan tâm cặp đôi cũng chăm tung ra những bộ ảnh cưới gây sốt cõi mạng và dành thời gian đi tuần trăng mật thu hút sự chú ý Trước đó Puka từng vướng nghi vấn mang thai con đầu lòng, khi cô nàng để lại chia sẻ dưới bài đăng về dàn sao nhập ngũ, vui vẻ, vui vẻ, lập tức ST Sơn Thạch liền có câu trả lời. Gì đó mẹ bé? Rồi Puka hỏi lại, bé nào? Qua chia sẻ của ST Sơn Thạch, nhiều người cho rằng Puka đang mang thai con đầu lòng sau thời gian kết hôn với Duyên Tuấn Kiệt và khiến cộng đồng mạng bình luận liên tục. Puka, tôi muốn sinh nhiều con. Diễn viên Puka cho biết cô và chồng muốn gia đình đông vui, thích có ba người con một tháng sau lễ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, cặp sao vào đề cử hạng mục cặp đôi của năm thuộc giải thưởng ngôi sao của năm do chuyên trang ngôi sao tổ chức. Hệ thống mở cửa bình chọn từ 12 giờ ngày 1 tháng 12 đến 12 giờ ngày 28 tháng 12. Hiện Puka Jin Tuấn Kiệt đứng thứ hai với khoảng 104.000 lượt like. Cạnh tranh ứng viên đang dẫn đầu là Hà Chí Quang Thanh Đoàn 189.000 lượt like. Vũ tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ quê Đồng Tháp, là diễn viên của sân khấu thế giới trẻ, góp mặt trong phim điện ảnh như Chạy đi rồi tính, Yêu đi đừng sợ, mùa viết tình ca. Duyên Tuấn Kiệt 29 tuổi quê Thừa Thiên Huế, anh đi hát diễn xuất khi còn là sinh viên, hoa âm nhạc, từng tham gia chương trình Sing My Song 2018, đóng một số phim như Gia đình số 1, 100 ngày bên em, Biệt thự Pensy, Sút. Duyên Tuấn Kiệt ngầm hé lộ cách Buka giữ lửa cho tình cảm luôn tươi mới. Trước khi tổ chức đám cưới vào đầu tháng 11 năm ngoái, Puka và Kim Tuấn Kiệt có khoảng thời gian 4 năm tìm hiểu hẹn hò đề mặn nồng. Gần nửa năm chung sống, cặp Uyên Ương vẫn cùng nhau phát triển sự nghiệp cá nhân. Ở những sự kiện được mời xuất hiện cùng nhau, cả hai luôn ăn vận tông suyệt tông và thoải mái thể hiện hành động quan tâm chăm sóc đối phương. Trong ngày Valentine, Kim Tuấn Kiệt không giấu sự hạnh phúc khi nhận quà được